Quý vị thính giả thân mến, Nhím Blog Radio xin gửi tới quý vị câu chuyện Bí mật thành tử vong. Ở miền Tây nước nọ có một thành cổ, phong cảnh thật hữu tình, hấp dẫn được nhiều du khách thập phương. Chỉ có một điều thật lạ là hễ ai ngủ lại qua đêm ở thành cổ đó là bị mất mạng. Pháp y đã khám xét kỹ thi thể của các nạn nhân mà vẫn chưa tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của họ là gì. Viên cảnh sát trưởng khu vực có thành cổ đó đã tập trung các cảnh sát hình sự và các máy móc thiết bị kiểm tra tinh vi, hiện đại để điều tra cẩn mật thành cổ mà chẳng tìm ra một dấu vết nhỏ nào của hung thủ. Thế là ông ta bèn treo một giá chữ thập lên cây to trước cổng thành, trên đó ghi ba chữ lớn: thành tử vong. Đồng thời còn phân phát các thông báo khuyên các du khách chớ ai ngủ qua đêm lại trong thành cổ. Sau việc đó, giám đốc công ty bảo hiểm ở khu vực thành cổ bèn cho đăng trên báo chí, sóng phát thanh, sóng truyền hình nội dung bản thông cáo như sau: thành cổ là nơi độc nhất vô nhị dành cho những ai thích du lịch mạo hiểm. Bất cứ ai dám ngủ lại một đêm trong thành cổ mà vẫn còn sống thì công ty sẽ thưởng 100 vạn đô la Mỹ. Nhưng nếu chết thì phần bảo hiểm nhân mạng của người đó hoàn toàn thuộc về công ty. Ai là người dám mạo hiểm, xin mời lại ký hợp đồng với công ty. Khi biết được tin trên, những người nghèo mộng tưởng qua một đêm mà biến thành tỷ phú tới tấp tới công ty bảo hiểm ghi tên. Người đầu tiên tới ký hợp đồng với giám đốc công ty bảo hiểm là một người ăn mày, da đen, tên là Bufaser. Hợp đồng quy định, 4 giờ chiều ngày hôm thứ hai, giám đốc công ty bảo hiểm tự mình dẫn Bufaser vào trong thành cổ. 8 giờ sáng ngày thứ ba, cũng tự thân giám đốc công ty tới thành cổ đón Bufaser hoặc đón thi thể của anh ta. Sau khi Bufaser và giám đốc công ty bảo hiểm ký hợp đồng xong, họ đã cùng đi tìm viên cảnh sát trưởng khu vực, mời ông ta làm chứng. Viên cảnh sát trưởng nghĩ rằng đây cũng là một dịp tốt để xem lại sự việc, tìm ra manh mối nên đã đồng ý. Buổi chiều hôm thứ hai, viên cảnh sát được cử theo dõi Bufaser báo cáo cho cảnh sát trưởng biết Bufaser chỉ mua một con khỉ vàng, ngoài ra không có gì lạ thường cả. Viên cảnh sát trưởng nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định đem theo hai cảnh sát viên tới lập một chòi cao ở một chỗ kín đáo trong thành cổ, cách cổng thành cổ chừng 50 mét. Bắc lên đó một máy ảnh loại đặc biệt, giao cho hai cảnh sát viên ẩn nấp quan sát, chụp ảnh động tĩnh bên trong đó. Ngày thứ ba, vào lúc 6 giờ sáng, khi viên cảnh sát trưởng đi xe tới trước chòi cao có hai viên cảnh sát trực canh thì thấy họ đều đã tắt thở. Ông kiểm tra ngay máy ảnh, thấy đèn chỉ thị vẫn sáng. Ông ta vội dùng ống nhòm nhìn vào sâu bên trong thành thì thấy con khỉ vàng và Bufaser nằm bất động trong đó. Hiển nhiên là Bufaser và con khỉ vàng cũng đã bị chết. Nghĩ thế, viên cảnh sát trưởng cuống lên vờ máy ảnh mang về sở cảnh sát rửa phim. Xong qua rửa phim, ông ta cũng chẳng phát hiện gì thêm. Khi ông ta đi xe trở lại thành cổ thì không nhìn thấy Bufaser và con khỉ vàng đâu nữa. Vào buổi phát hình trưa hôm đó, viên cảnh sát trưởng lên đài đọc một bản tuyên bố khiến dân chúng toàn khu vực kinh hoàng. Bí mật gây nên những cái chết cho người ở lại thành cổ đêm qua là Bufaser, người ăn mày da đen. Ông ta hô hào mọi người hợp sức đi lùng bắt Bufaser. Nhưng rồi chỉ một lúc sau, đài truyền hình lại truyền đi tin tức đặc biệt khiến ai cũng phải sửng sốt. Bufaser đang cùng vị cảnh sát trưởng tới nói chuyện ở đài. Bufaser tuyên bố đã tìm ra bí mật mà lâu nay cảnh sát chưa tìm ra. Để thanh minh về lời buộc tội của vị cảnh sát trưởng tuyên bố trên đài, Bufaser sẽ công bố cuốn băng ghi hình anh ta quay được đêm qua trong thành cổ để khán giả cùng xem. Cuốn băng hình được chiếu và thế là chân tướng sự việc ở thành cổ đã được phơi bày. Hóa ra ở vùng cây lúp xúp ở miền Tây nước này có không nhiều một loại muỗi hút máu kỳ lạ. Do nó bay không gây tiếng động,
khi bám vào người hút máu thì trước tiên lại truyền vào người đó thứ dịch gây mê, làm cho không thể phát giác ra chúng. Thêm nữa, loại muỗi đó xuất hiện ở khu vực thành cổ chưa lâu nên con người chưa nghĩ ra cách phòng chống. Nên các nạn nhân cũng không thể ngờ rằng mình lại bị chết do muỗi đốt. Chính thế mà cảnh sát mới khó tìm ra nổi nguyên nhân của những vụ chết người trong thành cổ. Chính nhờ tờ thông báo của vị cảnh sát trưởng nói về tin tức trinh thám ở thành cổ đã kích thích tò mò của Bufasser. Bufasser thực ra là nhà côn trùng học nổi tiếng, giảng viên của một trường đại học, đang nghiên cứu về loại muỗi hút máu nói trên. Khi nhìn thấy ảnh của vị cảnh sát trưởng đăng cùng bản tuyên bố và các cộng sự của ông ta vào trinh sát trong đêm ở thành cổ mà không bị chết, Bufasser hiểu ra nguyên nhân. Bởi vì họ đều chụp mũ có lưới sắt che nên muỗi hút máu không thể chạm vào họ. Lại đọc thông cáo của giám đốc công ty bảo hiểm định làm ăn trên sinh mạng của người nghèo, nên Bufasser mới giả dạng thành người ăn mày da đen tới ký hợp đồng với giám đốc công ty bảo hiểm. Bufasser đã bôi khắp người thứ thuốc chống muỗi, lại chui vào túi ngủ khi ngủ, do đó mà đã ngủ bình yên vô sự qua đêm trong thành cổ. Còn con khỉ vàng cùng nằm một chỗ với Bufasser cũng đã bị chết vì muỗi như những du khách xấu số khác. Con khỉ vàng bị chết chứng tỏ suy đoán khoa học của Bufasser là chính xác. Quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Bí mật thành tử vong. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký ở góc dưới bên phải màn hình để tiếp tục theo dõi nhé. Hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện sau.